Ok, xin chào, giờ tôi quay trở lại trong week 10 trong cái part 7. Mình sẽ tiếp tục chơi về cái phần câu chuyện. Nhưng mà có cái gì? Sẽ vào thẳng về cái game luôn. Nhưng mà thôi kệ, chúng ta đã cùng thôi kệ, cứ cường hóa vậy đi. Bên thì chưa cường hóa bữa trước cho nên là nó cắt lại đổi ý nhưng mà không đủ chính xác. Nhấn nút nào và mát hết rồi. Đây sao không đủ tiền nó cấp, thôi kệ, chúng ta sẽ vào thẳng luôn. Rồi, ok, căn cứ nhiệm vụ xong là tôi cũng quên nhỉ. Vậy có thể giải thích, tôi nói là rất có thể trong sự kiện chương 15 của cái mạch câu chuyện chính là ô tô bị chết vì lý do gì đấy. Còn chính xác là sao thì tôi không rõ. Có thể giống nhau thôi. Tần số chắc là đoạn. ようこそ天井の人。君が訪ねてきた目的を当ててみようか。進捗？ああ、やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。言っても君にはわからないか。そうだ、君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。すべての理解は言語から始まるんだ。まず君に名前を与えよう。名前、君にふさわしい名前。ルケニはどうだ？うん、君はルケニだ。これは資格の名前だ。君にふさわしいだろう。これが君の役割だと僕は思ってる。計画が完成した時、僕は死ぬ。君が僕を監視するなら、最後まで監視をしなければならない。面白いではないか。天井の人が僕にどんな死を用意してくれているのか、楽しみだよ。Rồi âm thanh cá voi. À, sẽ được 必要 はない, ルケニ.
もう少ししたら君にもわかるよ。계속 얘기하면 지냐? 오케이. 흥아, 아, không. 왜 cả khi chép. 네. 이 お知らせと悪いお知らせ. どっちから聞きたい? 딘 xấu trước.네, 좋다, 아니냐.データを分析して2つの報告を送ってくれたの。赤い結晶には微量の崩壊エネルギーが含まれていて、それは結晶外核の内側に集中しているみたい。この現象は自然発生のものではないというのが博士の考えね。つまり自然にできたものではなく、これは人為的に作られたもの。あの怪物たちのことも博士がその動きを研究したけれど、結論は私たちの予想と同じだった。自然の生き物と比べてセントフォンテーヌの怪物たちは構築物に近い。これで全部よ。このお知らせ自体半分いい半分悪いのよ。tôi có vẻ giống những suy nghĩ của tôi.違うわ。心理テストだったのよ。いいお知らせと悪いお知らせ、どちらを先に選ぶかってね。その答えであなたの性格がわかる。とにかくこの報告の結論から疑問は一部解けたけど、黒幕がセントフォンテーヌを支配していること以外何も証明できなかったし、実際の問題も解決できていないわ。情報がまだまだ足りないってことよ。そしてそんな状況下で私たちは任務を遂行するの。それもそうね。とにかく今は任務に集中しましょう。装備を持って出発するわよ。ベルトさんの位置も分かったし、これ以上時間を浪費しないようにしないと。OK, đáng là video nó chưa đến 10 phút nên tôi không muốn cắt, nhưng mà vì việc chơi cái vụ nhiệm vụ câu chuyện này cho nên tôi nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian, chính vì thế cho nên là cái đoạn này tôi sẽ tách ra làm như part thứ 7 đi. Rất cảm ơn đã xem video clip này và chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo.